Những hành động của người đàn ông đang muốn gạ gẫm bạn làm chuyện ấy. Thứ nhất đó là tuyệt chiêu nhất cự ly nhì tốc độ, xích lại gần và thơm tóc của bạn rồi khen, em thơm quá. Thứ hai đó là anh ấy sẽ rủ bạn đi uống rượu bia, sẽ tìm cách làm cho bạn có một chút hơi men ở trong người, và say để làm gì thì chắc ai cũng biết. Thứ ba, tỏ ra rằng anh ấy đang rất là cô đơn, đang gặp một chuyện rất buồn và không thể vượt qua được, rất cần bạn ở bên cạnh để lấy lòng thương của bạn, rồi sau đó rủ bạn tới một nơi riêng tư cùng anh ấy tâm sự. Mà khi đã có sự gần gũi như vậy thì chuyện ấy rất dễ xảy ra. Một chiêu nữa của đàn ông rất là lộ liễu đó là rủ vào khách sạn với lý do là anh đi vệ sinh hoặc là anh muốn vào nghỉ ngơi, với câu hứa là anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi. Và chiêu cuối cùng đó là rủ bạn đi du lịch xa. Mà đi du lịch chỉ có hai người trong một khung cảnh đẹp, lãng mạn thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Anh em nào mà đang chuẩn bị có lần đầu tiên với người bạn gái mà muốn gây ấn tượng với họ để mối quan hệ bền chặt hơn thì dù có đi khách sạn hay đi du lịch cũng đừng quên mang theo bộ đôi cao A Quang tăng thời gian và kẹo đổi gió tăng hưng phấn của bên nhà em Dung nhé.